Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Redmi Note 10 mà mức giá chỉ 1 triệu á? Nên mua iPhone XS hay là iPhone XR? Và giữa Redmi Note 12 Turbo với Realme GT Neo 3, chiếc máy nào sẽ mạnh hơn? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Rồi, mình đã chia rõ timeline của từng câu hỏi phía bên dưới. Bạn nào muốn xem nhanh ấy, kích vào nha. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn. Ngủ ngày cày game. Anh ơi, anh còn Xiaomi Redmi Note 10 giá xấp xỉ 1 triệu không anh? Không có đâu bạn nhá. Với chiếc Redmi Note 10 hàng qua sử dụng ấy, mình check trên hội nhóm thì loanh quanh sẽ khoảng là 2 triệu. Có chăng thì rẻ nhất mình check được sẽ là 1.750.000. Tuy nhiên các bạn nhìn này, máy sẽ hơi bị ám màn một chút nha. Đó. Nên là bạn sẽ phải bỏ ra gấp đôi như vậy mới mua được chiếc Redmi Note 10. Ok. Thì hiện tại chiếc Redmi Note 10 còn ưu điểm gì hay không? Theo mình thấy là vẫn có nha. Đầu tiên này, máy sẽ có kháng nước IP53. Màn hình của máy sẽ là tấm nền Super AMOLED độ sáng tương đối cao lên tới 1100 nits, hiển thị khá ok cộng với cả không bị lỗi thời. Máy có hai loa stereo, có cả giắc tai nghe 3.5mm nha, ok luôn. Và pin cũng rất trâu, 5000 đi kèm với cả sạc 33W. Tuy nhiên điểm yếu của chiếc Redmi Note 10 theo mình thấy là về mặt con chip. Snapdragon 678 thì không phải một con chip mạnh trong tầm giá, loanh quanh khoảng 2 triệu ấy. Nếu bạn mua flagship cũ thì có hẳn Snap 845 rồi, mạnh hơn rất nhiều luôn. Với con chip Snapdragon 678 bây giờ ấy, các bạn chỉ chơi game cơ bản nhất có thể thôi, kiểu chơi tốc chiến này, Free Fire liên quân đồ họa thấp nhất. Chứ còn PUBG với cả COD thì thôi, chắc là sẽ khá dập. Ngoài ra thì camera của chiếc Redmi Note 10 cũng rất là bình thường nha, gọi là đủ dùng cơ bản nhất mà thôi. Nói chung là trong tầm giá khoảng 2 triệu thì nếu các bạn thích chơi game thì em này sẽ không quá phù hợp. Và chốt lại câu hỏi của bạn, 1 triệu không quá đâu nhá, loanh quanh khoảng 2 triệu. Chuyển sang câu hỏi thứ hai của bạn, Nhân Trần. Em nên mua iPhone XS hay XR ạ? Tại em thấy iPhone up này kia lên mạng xã hội nét hơn bên Android, em thích quay video chụp ảnh, ngoài ra có chơi game liên quân thôi ạ. Thì công nhận là khi mà dùng iPhone các bạn up ảnh lên Facebook các thứ ý, nét hơn thật. Nhưng mà thực ra với Android ý, cũng sẽ có một vài cái mẹo để giúp các bạn đăng ảnh nét hơn nha. Dùng iPhone chỉ là nó nhàn hơn thôi. Cả chiếc iPhone XR và XS đều sẽ đáp ứng rất tốt nhu cầu của bạn là chơi liên quân này cộng với cả quay phim chụp ảnh. Tuy nhiên giữa hai chiếc máy này thì bạn hiểu đơn giản như sau. Nếu bạn thích màn đẹp này nhưng mà chấp nhận pin kém một chút ấy thì lấy chiếc iPhone XS, còn thích pin trâu thì ngược lại phải chấp nhận màn xấu thì chọn chiếc iPhone XR. Bởi vì với chiếc iPhone XS các bạn sẽ có màn hình là OLED này, hiển thị rất tuyệt vời, viền mỏng nhìn sang. Còn chiếc iPhone XR màn hình độ phân giải chỉ là HD cộng này, tấm nền IPS LCD và viền thực sự rất dày, nhìn hơi thô. Tuy nhiên bạn lưu ý giúp mình nha, nếu bạn đang dùng Android tầm giá khoảng từ 3-4 triệu, sử dụng màn hình IPS LCD hoặc là OLED giá rẻ ấy, thì khi mà dùng sang chiếc iPhone XR sẽ ok thôi. Tại vì dù sao đây cũng sẽ là IPS LCD cao cấp mà, nó sẽ không quá xấu đâu, chỉ là xấu hơn so với cả OLED của iPhone XS thôi. Còn cụ thể về pin, mặc dù dung lượng của chiếc iPhone XR chỉ là khoảng hơn 2.900 này, iPhone XS thì khoảng hơn 2.600, chênh nhau chỉ tầm 15% đúng không? Nhưng mà thực tế dùng ấy, mình thấy pin của iPhone XR phải trâu gấp rưỡi iPhone XS luôn. Tại vì đó, màn hình độ phân giải thấp hơn này, máy dày hơn, tản nhiệt tốt hơn. Với chiếc iPhone XS ấy, kiểu gì các bạn ngày cũng phải sạc 2 lần, còn chiếc iPhone XR thì không, dùng một ngày khá ổn áp. Camera của hai máy thì cam chính là như nhau rồi. Có chăng chiếc iPhone XS sẽ có thêm một cam tele mà thôi. Đó, bạn cứ cân đối nha. Thích màn đẹp, pin yếu thì iPhone XS và thích pin trâu, màn xấu thì iPhone XR. Đến với câu hỏi thứ ba của bạn, Lê Hồ Quốc Thắng. Redmi Note 12 Turbo và Realme GT Neo 3, máy nào mạnh hơn vậy mọi người? Thì hiển nhiên sẽ là chiếc Redmi Note 12 Turbo rồi, Snapdragon 7 Plus Gen 2 mà. Neo 3 sẽ chỉ là Dimensity 8100 mà thôi. Một máy thì AnTuTu được khoảng hơn 900.000, còn một máy sẽ là hơn 800, chênh nhau phải tầm 15%. Mặc dù hiện tại với cả hai chiếc máy khi mà các bạn chơi game nặng cỡ Genshin Impact Max Setting ấy thì đều chơi khá tốt, loanh quanh trên 5x FPS. Tuy nhiên các bạn để ý nhá, khi chơi nặng như vậy thì nhiệt độ của chiếc Neo 3 sẽ khá nóng, có thể lên tới 49-50 độ C, trong khi chiếc Note 12 Turbo thì sẽ dễ chịu hơn khá là nhiều. Và hiện tại thì chiếc Redmi Note 12 Turbo cũng mới ra mắt mà thôi, có thể chưa kịp tối ưu các bạn nhé. Vậy nên theo mình thấy, càng về lâu về dài thì chiếc Redmi Note 12 Turbo ấy sẽ càng mạnh hơn so với cả chiếc GT Neo 3 khi mà được tối ưu. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về câu trả lời của mình? Có đồng ý hay không? Cũng như còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới nha. Link mua các máy xuất hiện trong video ngày hôm nay mức giá rẻ nhất tại Mobile City mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận riêng của video. Rồi xin chào, bye bye. Thank you.